giá như em chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi chưa, thì anh đã đến trước một bước. Everyday. Trời ơi, em ở đâu mà em đẹp quá vậy? Em cho anh số điện thoại đi. Không. Cho xin đi mà. Không, tao không có điện thoại đâu mà cho. Chúng ta hãy bỏ trốn đi. Không lẽ bây giờ chúng ta ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông nữa hả? Có điên không? Ở đây đang là Hồng Kông đó. Lần này chúng ta sẽ đi một nơi khác. Chúng ta sẽ ra bến xe An Sương rồi bắt xe đi Bình Dương. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra bến Trường Dương cùng ăn một cái lẩu lương ở kế bên nhà thương. Chúng ta sẽ đi bốn phương, chúng ta là một đôi quyền ương. Quyền ương có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy tình em. Biết anh nói với tôi sao không? Nói gì? Anh nói một câu mà tôi phải nể anh luôn. Anh nói vậy nè, em à, anh biết là để chiếm được thể xác của một người con gái như em là một bài toán dễ, nhưng để chiếm được trái tim em mới là một bài toán khó. Thằng nó nói đúng. Rồi bà nói sao? Tôi trả lời còn ghê hơn nữa. Trả lời sao? Anh à, bài nào dễ mới làm trước đi anh. Cưới tao không? Cưới gì? Giờ tao muốn chồng nào, giờ mày cưới tao không? Mày muốn chồng tới như vậy luôn đó hả? Ai hốt mà. Đúng rồi, muốn chồng. Mày cưới tao không? Để tao cưới mày. Nhà tao có cái lu mắm. Cưới mày về, bỏ vô cái lu, ủ mắm luôn. Trời ơi. Đồ cái thứ mắc nết. Em chào bác sĩ. Chào em. Gần đây em có biểu hiện mất trí nhớ. Triệu chứng của em như thế nào? Cứ gặp cái đẹp là em quên mất mình đã có vợ. Thôi em về đi.